Chuyên viên thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng. Dọn nhà ăn Tết, thanh niên xịt nước rửa cả ổ điện khiến dân mạng cảnh báo. Nam hành khách lao ra đường băng chạy bộ cạnh máy bay đang lăn bánh. Sương mù dày đặc tại sân bay Nội Bài, ngành hàng không họp khẩn. Dọn nhà ăn Tết, thanh niên xịt nước rửa cả ổ điện khiến dân mạng vội vàng cảnh báo. Mới đây, một người đàn ông đã mở màn cho chiến dịch toàn dân dọn nhà ăn Tết bằng cách dọn hết các vật dụng đồ dùng sinh hoạt trong nhà ra ngoài sân, sau đó kéo cả ống nước vào và tiến hành tẩy rửa toàn bộ ngóc ngách trong nhà, từ mái nhà, trần nhà cho đến các cây kèo, cây cột, các góc khuất trên vách tường cũng được rửa trôi sạch sẽ mọi vết bẩn. Thậm chí, ngay cả cầu giao điện tổng trong nhà cũng được thanh niên xối thẳng dòng nước vào để mà thanh tẩy hết tầng tầng lớp lớp bụi bẩn cứng đầu nằm ẩn khuất ở sau tầng bên trong các hốc, các kẹt nhỏ. Mặc dù biết rằng nhà sạch thì mát, thế nhưng với phương pháp tẩy rửa nhà có một không hai không ai dám bắt chước của anh thanh niên đã khiến cho nhiều người không kìm lòng mà lên tiếng cảnh báo nguy hiểm. Một số người cho rằng đây là hành động nguy hiểm dù để nguyên cho hệ thống cầu giao tổng tự khô và nhìn bên ngoài mọi thứ có vẻ như không còn ẩm ướt nữa. Nhưng rất có thể bên trong vẫn còn động nước và việc mở điện lại rất có thể sẽ gây ra cháy nổ. Chưa dừng lại ở đó, có người còn thẳng thắn chia sẻ về một trường hợp cụ thể gần nhà. Năm trước cũng rửa nhà bằng phương pháp tương tự, không biết là lóng ngóng thế nào, năm nay vừa mới xong cái dỗ đầu. Tuy nhiên, mặc kệ lời cảnh báo của mọi người, nam thanh niên vẫn khẳng định gia đình đã rửa nhà kiểu này 20 năm và cố tình xịt vào để rửa trôi bụi bẩn trong cầu giao tổng mà chưa từng gặp sự cố gì. Nam hành khách bất ngờ lao ra đường băng chạy bộ cạnh máy bay đang lăn bánh. Đoạn video gây sốc ghi lại cảnh một hành khách đang chạy bộ trên đường băng tại sân bay quốc tế Los Angeles. Theo airline videos Đoạn video được đăng tải trực tuyến cho thấy một nam hành khách dường như đã đi qua một trong những cánh cửa an ninh tại nhà ga Bradley West và chạy vào bên trong sân bay. Hình ảnh ghi lại cho thấy người đàn ông được nhìn thấy lao đi giữa máy bay của Singapore Airlines và American Airlines trước khi bị cảnh sát bắt giữ vào khoảng 20 giờ 10 phút theo giờ địa phương ngày 31 tháng 1 vừa qua. Cảnh sát sân bay đã can thiệp kịp thời dẫn đến sử dụng vũ lực ở mức độ nhỏ để bắt giữ. Airline Videos nói thêm về vụ việc. CBS Los Angeles đưa tin, cảnh sát đã theo người đàn ông ra khỏi cổng an ninh khi anh ta tìm đường đến đường băng và bắt giữ anh ta ngay sau đó. Nạn nhân bị thương nhẹ trong quá trình bị bắt giữ. Theo cơ quan chức năng, nam hành khách trên có thể đang bị ảnh hưởng bởi một chất kích thích nào đó. Nam hành khách được đưa đến một bệnh viện địa phương và dự kiến sẽ bị buộc tội xâm phạm trái phép sau khi xuất viện. Không có hoạt động nào của sân bay bị ảnh hưởng bởi vụ việc khởi tố công chức tư pháp xã lừa tiền của người dân đi làm sổ đỏ. Ngày 5 tháng 2, thông tin từ công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Hùng, 40 tuổi, công chức tư pháp Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Thanh để điều tra hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Điều tra bước đầu, công an xác định Phan Văn Hùng là công chức tư pháp Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Thanh được giao nhiệm vụ tham mưu hồ sơ về quyền thừa kế tại Ủy ban nhân dân xã. Tuy nhiên, bị can Hùng đã vượt quá quyền hạn để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người dân. Không có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp mới quyền sử dụng đất, sổ đỏ, nhưng ông Hùng vẫn nhận tiền của nhiều người dân đến xin cấp đổi, cấp mới quyền sử dụng đất. Sau khi nhận tiền, bị can này dùng để tiêu xài cá nhân mà không làm được các thủ tục như đã cam kết. Công an xác định bị can Hùng đã thực hiện 13 vụ nhận tiền để thực hiện cấp đổi sổ đỏ, chiếm đoạt gần 200 triệu đồng của người dân. Sương mù dày đặc tại sân bay Nội Bài, ngành hàng không họp khẩn. Trong những ngày đầu tháng 2 năm 2024, tại các sân bay khu vực phía Bắc đang xảy ra các hiện tượng sương mù, mây thấp, tầm nhìn giảm dưới tiêu chuẩn khai thác bay, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động bay. Đặc biệt tại khu vực sân bay Nội Bài, thành phố Hà Nội, tầm nhìn ngang có thời điểm đã giảm sâu xuống dưới 300m. Theo thống kê của cơ quan khí tượng, trường hợp này chỉ xuất hiện 3 lần trong vòng 10 năm trở lại đây. Trước thực trạng đó, để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay, giảm thiểu tối đa tình trạng tắc nghẽn tại các sân bay khu vực miền Bắc khi xảy ra hiện tượng sương mù, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã triển khai đồng bộ các biện pháp trong công tác dự báo thời tiết, quản lý luồng không lưu và điều hành bay. Ngay trong đêm 31 tháng 1, VATM đã áp dụng phương thức khai thác trong điều kiện tầm nhìn hạn chế tại sân bay Nội Bài. Phương thức khai thác này có mục đích đảm bảo an toàn, điều hòa và hiệu quả cho tất cả các hoạt động tại sân bay nội bài trong điều kiện tầm nhìn giảm xuống dưới tiêu chuẩn khai thác bình thường. Ngoài việc áp dụng các biện pháp điều hành bay và biện pháp quản lý luồng không lưu, VATM nghiên cứu phối hợp thảo luận chuyên môn với Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác dự báo thời tiết, đặc biệt trong những thời điểm thường xảy ra các hiện tượng thời tiết xấu ảnh hưởng đến hoạt động bay. Cuộc họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở tổng công ty, kết nối trực tuyến trên phạm vi toàn quốc và có sự tham gia của đại diện Cục Hàng không Việt Nam, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cùng tất cả các cơ quan, đơn vị của VATM. Bắt tạm giam bị can tuyên truyền chống phá Đảng nhà nước. Ngày 4 tháng 2, tin từ cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Khanh, 62 tuổi để điều tra về hành vi phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống phá Đảng nhà nước. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021, Khanh sử dụng tài khoản Facebook kết bạn với nhiều tài khoản mạng xã hội trong và ngoài nước để bình luận, chia sẻ, phát tán nhiều tài liệu có nội dung phản động, bôi nhọ Đảng nhà nước, hệ thống chính quyền các cấp và cán bộ đảng viên. Đồng thời, Khanh còn xuyên tạc lịch sử, kích động, gây chia rẽ, mất đoàn kết tôn giáo dân tộc nhằm mục đích chống phá đảng nhà nước, thay đổi chế độ ở Việt Nam. Sau thời gian thu thập, củng cố chứng cứ có liên quan, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Khanh. Vụ tuyên truyền nằm chống phá đảng nhà nước nêu trên đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Công nghệ đào hầm xuyên núi hàng đầu thế giới giúp thi công thần tốc tuyến cao tốc 7.600 tỷ ở Việt Nam. Cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang – Cao Lâm đưa vào khai thác từ ngày 19 tháng 5 2023 là đoạn cao tốc thi công vượt tiến độ 3 tháng. Đáng nói, trên tuyến có một hạng mục vượt tiến độ với 6 tháng là công trình hầm dốc sạn. Hầm xuyên núi dốc sạn qua tỉnh Khánh Hòa là một trong những công trình quan trọng trên cao tốc thành phần Nha Trang – Cam Lâm thuộc cao tốc Bắc Nam phía Đông. Hầm dốc sạn thuộc gói thầu xây lắp 3 có tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông Vận tải là đại diện quản lý nhà nước, giám sát thi công. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư đường cao tốc Nha Trang – Cam Lâm, công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Sơn Hải là doanh nghiệp đầu tư và thi công. Khởi công từ tháng 11 năm 2021, hầm dốc sạn có tổng chiều dài 1.480m, bao gồm hai đường hầm song song, mỗi đường dài hơn 700m. Nhằm hoàn thành dự án sớm hơn dự kiến, chủ đầu tư đã mời những nhà thầu giỏi nhất trong lĩnh vực thi công hầm xuyên núi. Tập đoàn Sơn Hải đã huy động tối đa nguồn lực với hơn 500 thiết bị và 1.500 công nhân, chia làm 3 ca làm việc không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm để đẩy nhanh tiến độ thi công. Điểm đặc biệt của hầm dốc sạn là việc tập đoàn Sơn Hải đã đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải về việc thay đổi thiết kế, sử dụng bê tông nhựa cho toàn bộ mặt đường hầm, giúp giảm tiếng ồn khi xe cộ lưu thông và nâng cao mỹ quan. Hầm dốc sạn là hầm duy nhất ở Việt Nam được trải bê tông nhựa hoàn toàn. Theo ghi nhận, khi xe đi qua hầm, không còn xuất hiện tiếng ù ù như các hầm đường bộ khác. Theo thông tin từ đại diện của tập đoàn Sơn Hải, công ty đã triển khai công nghệ thi công hầm dốc sạn bằng phương pháp New Austrian Tunneling Method của Áo, được biết đến là công nghệ hiện đại hàng đầu trên thế giới. Đàm Vĩnh Hưng 10 năm bền bỉ mang âm nhạc đến trại giam dịp Tết Chiều tối ngày 4 tháng 2, Đàm Vĩnh Hưng cùng nghệ sĩ Việt Hương, Hoài Phương, Trung Dân, Quang Linh, Vũ Hà, Trương Diễm đến thăm và biểu diễn phục vụ tại trại giam Long Hòa, tỉnh Long An. Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng cùng các văn nghệ sĩ như Vũ Hòa, Lê Dương Bảo Lâm, Minh Dự, Trương Diễm, Thu Hằng, Bảo Ngọc đến biểu diễn tại trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Đàm Vĩnh Hưng nói, gần Tết tôi lại nhận được lời mời từ lãnh đạo các trại giam. Đây là công việc tôi yêu thích và gắn bó được hơn 10 năm qua, Nghe được tiếng reo hò, vỗ tay, nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt và cả những giọt lệ, tôi cảm thấy hạnh phúc. Vậy nên cuối năm, tôi chịu lịch trống để đi hát phục vụ tại các trại giam và chưa có ý định dừng công việc này bao giờ cả. Ban đầu, các nghệ sĩ sẽ có cảm giác hoang mang, thậm chí nghi ngờ rằng không biết khi vào trại giam, phạm nhân sẽ như thế nào với mình. Cảm giác này nhanh chóng tan biến trước sự dễ thương, ôm ấp, níu kéo, vỗ tay tán thưởng của phạm nhân. Phạm nhân rất trật tự, nghe lời giám thị. Tôi hạnh phúc khi được phạm nhân quý mến. Nhiều phạm nhân thuộc lời các bài của tôi và hát theo. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ. Chuyên viên thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng. Ngày 5 tháng 2, đại diện phòng tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra BC01 công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Trọng Cường, 34 tuổi, để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Trước đó, phòng BC01 có tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông Minh, 42 tuổi, tố giác cường có hành vi chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng vào ngày 22 tháng 10 năm 2021 thông qua hoạt động vay tài chính. Kết quả điều tra xác định cường là chuyên viên thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có khoản vay tại ngân hàng Bản Việt đã quá hạn, không có tiền trả lãi vay và nợ ngoài xã hội khoảng 4 đến 5 tỷ đồng nên cần thanh lý tài sản để trả nợ. Do tài sản, nhà đất trên đường Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhận đang thế chấp tại Ngân hàng Bản Việt, nên Cường nhờ người làm giả tài liệu là văn bản chấp thuận cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Tây Sài Gòn. Văn bản với nội dung ngân hàng đã đồng ý cho vay số tiền 9,3 tỷ đồng để cung cấp cho người có khả năng cho vay tiền, tin rằng Cường có hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp đã được chấp thuận cho vay số tiền 9,3 tỷ đồng khi ông Minh, đại diện công ty cổ phần công nghệ tài chính vay online 247, liên hệ Cường để tìm hiểu. Cường đã nhờ người đóng giả nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam giao tài liệu giả và cung cấp thông tin gian dối về dư nợ khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt. Thông tin trên nhằm mục đích khiến ông Minh tin tưởng báo về công ty tài chính vay online 247 chuyển số tiền 5,5 tỷ đồng vào tài khoản của Cường để cho vay và bị Cường chiếm đoạt. Bức tranh cậu bé vẽ ông ngoại khiến ai nấy bật cười nhưng không ngờ giống bản gốc 90%. Mới đây một cậu bé trong lúc rảnh rỗi đã lấy giấy viết ra vẽ lại cảnh ngày thường của ông ngoại. Thế nhưng sau khi vừa xong bản phát họa, chưa kịp lên màu thì những người trong nhà đã truyền tay nhau tấm ảnh rồi cười không nhặt được mồm khi thấy rõ ràng tấm chân dung ký họa nét nào ra nét ấy vô cùng sinh động. Cho đến khi tác phẩm được hoàn thành, thậm chí là còn đem so với người mẫu bất đắc dĩ, mọi người lại càng cười lớn hơn vì giống đến 90%. Từ mái tóc, đôi môi, từ ánh mắt với cặp chân mày cho đến hai lỗ mũi đặc trưng và tư thế nằm chiêu chiêu không hề nhầm lẫn với một người nào khác. Ngay cả chiếc áo kẻ sọc của ông ngoại cũng được đứa cháu trai tả thực lại vô cùng chi tiết. Nhiều người sau khi xem qua bức tranh cũng không sao nhịn được cười. Một số bình luận được mọi người để lại. Dòm dễ thương quá trời nhưng sao tôi cứ thấy nó mắc cười hoài. Con vẽ quá trời rồi sợi dây chuyền của ông ngoại đâu con. Ngoại ơi ngoại đẹp như tiên, để con vẽ ngoại, con sợi dây chuyền con xin. Biển người đổ về các bến xe thành phố Hồ Chí Minh về quê ăn Tết. Theo ghi nhận vào chiều tối 3 và 4 tháng 2, 24 và 25 tháng Chạp, tại bến xe miền Tây quận Bình Tân, bến xe miền Đông quận Bình Thạnh, bến xe miền Đông mới thành phố Thủ Đức, rất đông người dân tới bắt xe về quê. Năm nay người lao động và sinh viên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ Tết sớm nên lượng khách đã tăng từ ngày 30 tháng 1, 20 tháng Chạp. Dự kiến lượng khách đổ về các bến xe ngày càng đông trong những ngày tiếp theo. Hồi trước tôi trọ gần chỗ bến xe nên đi lại rất tiện. Đợt này tôi vừa chuyển trọ xa hơn nên việc đi lại cũng bất tiện. Hôm nay tôi đã đi từ rất sớm vì sợ trễ giờ do mọi người đổ dồn về bến xe. Về quê đông gây tắc đường, việc phải chờ đợi rất lâu khiến tôi rất mệt mỏi, chị Hương quận Tân Bình chia sẻ. Đại diện bến xe miền Tây cho biết lượng khách tại bến xe tăng cao vào các ngày cao điểm cuối năm, cụ thể từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 27 đến 29 tháng 12 tháng Chạp. Dự báo trong dịp Tết này, lượng xe tăng trên 7%, lượng khách tăng trên 29% so với cùng kỳ năm 2023. Theo dự kiến, 10 ngày trước Tết, bến xe cung cấp hơn 15.000 xe và đón hơn 419.000 lượt khách. Còn tại bến xe Miền Đông quận Bình Thạnh, lượng khách đổ về bến xe rất đông, dự báo lượng hành khách sẽ tăng mạnh cho đến ngày 7 tháng 2, 28 tháng Chạp. Theo đó, lượng khách tăng khoảng 10% so với năm trước bản tin xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày